thì cái con đeo này là có mã là U2417. Cái con đeo hiện tại mình mua là cũ, một năm trước á là mình đã xài nó rồi, nhưng mà vì cái công việc mình đi Mỹ nên mình đã bán lại cho một người em. Thì tới thời điểm hiện tại thì mình mới cần tới nó lại, nên mình đã tìm kiếm mình mua cũ trước. Nếu mà không có cũ thì mình sẽ mua mới. Thì rất là may mắn là mình đã mua được con này với giá cũ, thì mình được giảm được 60-70 đồng đó. Thì mình đã check hết tất cả, thấy nó ok nên mình mới quyết định mình mua nó. Và cái người bán cho mình là một người Ấn Độ. Thì anh ta ở Phoenix. Thì để mua được cái con màn hình này á, là mình phải chạy 1.5 tiếng xuống cái chỗ điểm hẹn, rồi mình check xong mọi thứ, rồi mình giao dịch ở đó. Thì cái video lần trước thì mình đã nói về cái việc giao dịch này, nên bây giờ thì mình sẽ làm bài unbox. Và tiếp tục là mình sẽ unbox cho các bạn là những cái đèn LED mình sẽ gắn lên cái màn hình này để mình view lại cái góc làm việc của mình. Và bây giờ mình bắt đầu vào cái việc unbox nha. Đây, đầu tiên đây là cái chân của con đeo. Thì lúc nãy mình check á, thì mình thấy nó còn rất là mới. Và nó còn, anh ta còn giữ được nguyên cái tem ở đây luôn. Mọi thứ là không có trầy xuống gì hết, rất là ổn. Rồi tiếp theo là cái đế thì mình check thì nó cũng ok, nó không có bị hết gì. Nhưng mà có cái cục chỗ này nhìn nó hơi cũ thôi, chắc là vì thời gian nên nó bị xài theo thời gian nên nó bị cũ. Mọi thứ ổn, không có bị trầy xước gì hết. Còn về dây á, thì mình để cất vào cái ba lô rồi. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Mình nhớ là cái lúc mà một năm trước mình cầm cái con này, mình thấy nó nặng lắm, mà sau lúc nãy á, mình mở ra rồi mình check á, thì thấy nó nhẹ hiều à. Chắc là bây giờ mình dạng tay hơn lúc kia lúc trước. Cái màn hình đầu tiên mà mình mua mà chất lượng cao á là con đeo này, vào một năm trước, vào hai năm trước chứ. Hai năm trước là mình đã sở hữu nó, nhưng mà lúc mình mua về mình rất là cẩn thận. Nó mình đánh giá cao nó là cái viền chỗ này, cái viền của nó rất là mỏng. Và con U2415 á thì cái viền chỗ này nó dày nên mình không thích. Thì ngay lúc mà mình tìm hiểu á, thì mình thấy cái viền của con U2417 là mình thích rồi, nên mình chơi luôn. Đó, thì giờ mình mua rẻ được, mình cảm thấy là rất là may mắn luôn. Bây giờ thì mình sẽ để cái màn hình lên bên đây. Đó. Thì mình sẽ sau đó mình sẽ gắn những cái đèn LED ở đằng sau này. Đó. Rồi ngay chỗ đây mình sẽ để một cái bát ở đây để mình cho cái chỗ mình làm việc của mình nó khô ráo, nó có bị đổ nước hay bị mồ hôi á thì nhìn nó sạch sẽ. Và xung quanh đây á, chắc mình sẽ để đèn LED. Thì ok, mình bắt đầu công việc nha. Thì so với màn hình thì đây là hai cái món mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Cái đầu tiên là cái bộ đèn LED mà mình vừa mới mua được ở trên Amazon, thì mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì bây giờ thì mình đã unbox rồi, thì giờ mình chỉ giới thiệu sơ là cái này thôi nha. Đây, tất cả đây. Còn cái đây là cái dây nhận sóng để mình điều chỉnh cái bộ từ cái kênh này. Bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem nha. Đây là cái dây USB nè. Còn cái này là cái bộ nhận sóng nè. Mình chỉ cần cắm cái dây điện vô đây, rồi mình bật cái này lên là nó sẽ lên. Rồi mình sẽ test thử cho mọi người xem. Đây là những cái cục mà mình dùng để mình cố định cái dây lại, mình dán thẳng lên cái màn hình luôn. Và nó dùng để cố định thôi. Thực chất ở trong đây á thì nó đã có keo, mình chỉ cần lột này mình dán. Nhưng mà mình muốn chắc hơn á thì mình có những cái thanh này để mình dán cho nó chắc hơn. Thì nó cho mình khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Thì cái cuộn này chắc cũng không quá dài. Đây là cuộn đây. Lát nữa mình sẽ lột rồi mà mình sẽ làm lại cái quy trình gắn đó nha. Rồi, đây là một cái miếng lót chuột khá là lớn. Và để mình coi cái size của nó. Size của nó là
35,4 inch nhân 17,7 inch, cũng rất là lớn đó mọi người. Rồi mình sẽ tháo nó ra luôn. Rất là đã ha, có bạn nào nghe có thể coi, rất là đã luôn. Đó, cái này là bạn làm bằng ngày bằng da, bằng leader á, nhưng mà có đủ màu, nhưng mà mình nghĩ đây là dạng như là da giả chứ không phải là da xịn. Da xịn thì nó da thiệt thì nó phải khác. Nghe tiếng mới không? Rồi, ok. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Thì cái tool mình hiện giờ nó đơn giản như thế này thôi. Thì vài bữa mình sẽ tu bổ thêm về cái góc làm việc của mình nữa. Thì bây giờ mình sẽ tắt đèn nha mọi người. Đó. Rồi, chuẩn bị chơi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ on cái đèn led lên nè. Đó. Xin làm nhẹ đi. Rồi, quá tuyệt vời. Đây, góc làm việc lý tưởng. Thì ở bên này thì thiếu một chút ánh sáng, thì mình sẽ tiếp tục mình order một cái đèn led, và mình sẽ bỏ ở dưới cái bàn, tại cái bàn mình là bàn gương, nên là cái việc mà gắn thêm đèn led mà ở dưới nữa là sáng tuyệt vời luôn. Và mình cũng may mắn là mình mua được cái bàn này. Giá của nó là các bạn sẽ bất ngờ, cái giá của nó chỉ có $12 thôi, vì cái bàn này là hàng cũ. Nhưng mà nó rất, mình có nói là nó rất là mới luôn. Đó, thì hôm nay mình sẽ show cho mọi người xem như thế này. Thì mình đã có một món đồ chơi mới, mình sẽ bổ sung một bộ đèn led nữa ở dưới cái bàn, để cho ở ánh sáng dưới nó hắt lên thì nó sẽ đẹp tuyệt vời. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ những video của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt. Peace.